Hello anh em Thanh Thương nha, em Thịnh Bến Tre gọi lại chào anh bà con nha. Bà con có nhu cầu mua xe liên hệ cho em qua bạn Nhân nha. Nhân viên bên mình qua số 0866678971. Bên em Thịnh thì có rất là nhiều dòng xe và sản phẩm luôn. Anh chị có thể qua tham khảo lái thử, chạy thử với em Thịnh nha. Nói chung là có xem là có bớt, có alo là có bớt, có chạy thử là bớt nhiều nữa. Anh em thiện chí nhiệt tình bớt nhiều hơn nữa nha. Thì bây giờ em sẽ lên sóng quay cho anh em mình xem con Vios nè. Chạy cực kỳ em mà mướt luôn chị, ở năm mà những đời 2011 12 á. Lúc đó thì em mới học cao đẳng thôi. Thấy xe này đi ngoài đường là thấy là chết mê chết mệt luôn. Một em xe bản G full, full kịch. Đó, số tự động, ABS, túi khí, cảm biến da. Đó, 4 mâm đúc, 4 thắng đĩa. Một xe còn rất là đẹp anh chị ha, hoàn hảo luôn. Mới tinh. Đó, xe đi mới 110.000 cây số thôi. Tích hợp xi nhanh gương luôn anh chị nha. Cân bằng đầy đủ anh chị ha. Đó, chức năng là phun xăng điện tử, máy là máy 1.5. Đó thì dòng này tiêu hao nhiên liệu, số tự động thì nó rơi vào tầm khoảng chừng có 7 lít. Số sàn tầm khoảng 6 lít hơn anh chị ha. Này thì tầm khoảng 7 lít, 7 lít rưỡi tùy người chạy. Xe này thì nói chung thì theo em thấy thì còn quá là mới, tại vì nó sơn á, nó sơn riêng xe này thì còn được khoảng 50% thôi, còn 50 có dặm lại rồi nó mới đẹp nha anh chị nha. Một chiếc xe còn cực kỳ chất lượng luôn anh chị nha. Anh em nhìn chiếc xe nè, đi không nổi luôn ha. Quá đẹp anh chị nha. Đó, 4 mâm 4 vỏ rất là mới, thắng đĩa. Đó. Quá ngầu luôn, sơn xi 4 lưỡng anh chị ha. Đó. Gió bọng dù coi, lòng về máy về là riêng chưa làm đồng bao giờ, kêu chỉ riêng hết luôn nè anh chị. Chưa làm đồng bao giờ luôn ha anh chị ha. Nhìn nè. Đó. Quá đẹp luôn anh chị nha. 10 điểm luôn anh chị nha. Cảm biến da nè chị ha. Như một cái xe mới anh chị ha. Xe được trang bị cảm biến da đầy đủ, màn hình Android luôn. Đó, và cái dàn nội thất là nguyên cái dàn ghế da cực kỳ chất lượng và có ghế tì tai. Đó, trần là nỉ zin theo xe nè. Xe thì nói chung túp lô túp ly, còn băng sàn đầy đủ 100% luôn. Đó, tem bọng nhãn mát keo chỉ 100%. Ok cho anh chị, chạy cực kỳ sướng luôn nha anh chị nha. Sùng trên sùng dưới đầy đủ 100% ha. Đó, nỉ rin còn nữa nè, mà có chỗ này nó bị dính tàn thuốc là hơi xấu chỗ này ha. Mình quay cái đẹp với xấu quay hết cho anh em mình nhìn cho dễ. Con sần túp ly anh chị nhìn nè. Kính bấm lock kính nè, gương kính chỉnh điện nè, gập gương tự động nè anh chị ha. Đầy đủ tích hết tính năng luôn anh chị ha. Đó, nút này để cái chai nước suối mình để đây nè. Khi mà nước suối để đây thì sẽ có hộp lạnh ra nữa thì hãng sẽ thành một chai nước suối lạnh. Người ta thiết kế rất là hay ha. Túi khí nè anh chị, vô lăng có nút tích hợp nè. Đó, số là số tự động nè. Có cấp số D là D ăn L nè, L D2, D3 nè. Nó ăn L để đi núi nè. D1, D2, D2 để lên leo cầu nè. Còn chạy bình thường thì D3 ha. Đó, màn hình Android nè anh chị, ngon lành chưa? Đồng hồ chạy mới có 110.000 cây số, đồng hồ bán G rất là đẹp, màu xanh. Xe không báo lỗi nhỏ luôn nha anh chị nha. Xe được trang bị là hai túi khí túp lô túp ly nguyên bản và rất là đẹp. Đó. Anh em nhìn dàn dây xích bèo, anh em nhìn nè. Mới tin. Tem bọng nhãn mát là sản xuất 2009 là chị ha. Đó, một chiếc xe còn cực kỳ chất lượng. Về máy lạnh thì nó quá lạnh luôn. Càng bọng lớn trợ lực nhẹ anh chị ha. Chìa khóa đầy đủ theo xe nè. Đó, chìa khóa đầy đủ và chìa khóa lóc cửa đầy đủ ha. Nói chung là chiếc xe này còn khá là chất lượng anh chị nha. Màn hình camera da, camera hành trình đầy đủ luôn. Trần là nỉ zin theo xe nè, ngon lành chưa? Quá ư là ok luôn. Và bây giờ em sẽ giật cái cốp lên cho anh em mình xem cái phần mà tiếng máy nha. Keo chỉ lòng về máy về, anh em nhìn là 100% bon điện cũng vậy. Anh em nhìn bon điện nữa nè, rin hết anh chị nha. Đó, ở dưới đây nè, quá là xuất sắc anh chị nha. Xe này dường như là không có chỗ nào để chê anh chị nha. Đời 2009 tới giờ đi đã 10 năm hơn mà nó quá đẹp. Và giá tiền cực kỳ rẻ luôn, để anh em chỉ có 265 thôi ha. Cái máy thì khỏi có chỗ nào để chê được. Cái máy này mà anh em đến đây xem mà anh em thấy có đổ hơi đổ khói em cho chiếc xe luôn ha. Cho chiếc xe anh em, tặng anh em luôn ha. Đó. Không một miếng hơi miếng khói luôn, quá là ư là ok anh chị nha. Đó, bình ngon lành, lắc ha, bình lắc khô ha. Bon điện keo chỉ nè, đèn led nè, hộp đèn led nè. Đó. Máy nổ thì quá êm máy luôn anh chị ha. Đó, máy zin chưa trẻ luôn, số hộp số rồi đầy đủ ngon lành luôn nè, số còn mới tinh, hộp số còn muốn lượng luôn. Đó. Số rin luôn, keo chỉ tem bọng nhãn mát nhà sản xuất cũng đầy đủ luôn. Nói chung thì quá ư là 10 điểm rồi. Thì anh em nào thích cái mẫu này thì liên hệ ngay cho em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm nút đăng ký để mình cập nhật được nhiều video hơn từ em Thịnh Bến Tre. Thì bên em Thịnh Bến Tre thì có quá trời xe, anh em qua lựa thoải mái và vô tư vô cùng ha. Đó, qua chạy thử với em. Đó, hồi không mua thì từ từ mình mua cũng được, quan trọng gì đâu. Đó, xe thì ngay chủ hết, anh em nào muốn rút hồ sơ thì rút, muốn ủy quyền thì ủy quyền tùy anh em ơi. Anh em cứ qua thoải mái anh em nha. Cảm ơn anh em mình nhiều nha anh em ơi.